nhiều như đó là anh ạ. Mặc dù như vậy cố gắng để hoàn thành khánh thành đúng thời gian đúng tiến độ. Quán nước, quán cà phê anh em. Cũng sầu lắm nhưng anh em đều cố. Chào anh chị em yêu thích nghệ thuật tạo hình trên toàn quốc nhé. Đây hành trình đi tìm cái đẹp của chúng tôi sắp kết thúc một công trình nữa. Anh chị em nào ở khu Quảng Nam, Đà Nẵng thì cũng thông cảm cho chúng tôi, có thể sao một số cái tinh thần ở đó về đây. Mái nhà siêu vẹo, ngói cũ rêu phong. Chúng tôi chỉ muốn mang cái đó về miền Bắc để những người mà không có điều kiện đi xa hoặc là đi du lịch cùng với gia đình thì sẽ có một chút không gian này và đến đây thưởng thức cà phê hay là ly trà cái gì đó. Và anh em yêu nghệ thuật mà muốn có một chút ý tưởng để đưa vào trong những công trình thiết kế của mình thì có thể tham khảo. Vâng, đây là một góc nhỏ dành cho những ông già, những người thích đấu trí. Có hai ông cạm cờ đang ngồi đấu cờ trong gốc cây. Đấy, chúng tôi khéo ẩn nó vào trong cái sản phẩm gốm sứ. Còn đây, đây là một ngọn núi độc phong. Trong ngọn núi này thì có thể nói là chơi ngũ hành. Ngũ hành tương sinh nhé. Một ngọn núi độc phong. Đấy, có chậu, có nước. Ngôi chùa tháp, có cây. Đây bên kia là toàn những mái nhà nó cổ xưa. Đấy, các bạn có thể thấy là bây giờ ít người xây dựng theo cái cách này nhưng mà chúng ta cũng giữ lại một chút. Đây, tôi nhấn nhá một chút đường nét cổ điển nhé. Hy vọng là sau đây chúng tôi mà dừng bút thì ông chủ, bà chủ và những người khách sẽ cảm thấy hài lòng. Bàn tay của người thợ thì luôn luôn mềm mại, chăm chỉ. Mặc dù là nghiệp của tôi chân rất dài nhưng mà cái chỗ này nó cao vẫn phải đi thang. Tất cả là vì nghệ thuật, vì cái đẹp thôi các bạn. Và các bác thấy là ngày nay là cánh tay robot có thể in một lúc ra rất nhiều tác phẩm, nhưng mà những tác phẩm mà chúng tôi làm thi công bằng tay này thì luôn luôn có giá trị nhá.